cây Casio CTK 541, cây đàn nói chung thì nó cũng ngoại hình nó tàn phai theo năm tháng nha cả nhà. Đó. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh hơn. Cây đàn này thì không cần dán đề can luôn ha, giao diện nó bằng tiếng Anh nè. Nó chữ nghĩa đồ còn rất là ok. Đó, đàn này là nhập khẩu chính hãng Nhật Bản nha mọi người. Nhập khẩu từ bên Nhật Bản về thì nó hơi cũ xấu và do đó thì nó cũng rất rẻ, chỉ có 1,8 triệu thôi. Đó, màn hình đó thì mọi người cái mặt này của nó là ngã sang màu vàng rồi. Cái chữ, những cái chữ trong đây thì mình vẫn có thấy rõ nha. Thì cây đàn này nó không có đèn màn hình đâu. Đó, mọi người vẫn thấy được cái chữ dữ liệu của nó. Cây này là quá rẻ trong tầm giá 1,8 triệu đồng, được tặng thêm một cái cục nguồn và cây đàn như thế này, bảo hành cho mọi người 2 tháng ha. Đầy đủ điệu tiếng, nó có tất cả là 100 điệu, 100 tiếng, 100 bài hát luôn. Nó mua về học tập hoặc là giải trí nghe những bài hát cũng thích nữa. Nào, và danh sách bài hát rất là nhiều, mọi người có thể mở cho các bạn nhỏ của mình nghe nha. Doraemon được rồi, cái có không? Rồi Happy Birthday đồ á. Rất là nhiều bài mọi người. Mình sẽ mở lượng một bài mình mở nha. Merry Christmas gì nè. Singapore đi số 12 nè. Sông băng 012. Vô. Muốn bài khác thì bấm chọn thôi. Silent Night. Rồi mọi người, quá rẻ nha, mọi người có nhu cầu mua liên hệ trực tiếp với Trần Liêm nha. Tặng kèm theo cục nguồn và cây đàn cộng kèm theo cục nguồn là 1,8 triệu. Ví dụ mọi người muốn có thêm phụ kiện nữa thì ví dụ như là bao đựng hoặc là chân đàn thì cộng cho Trần Liêm thêm 150 nữa nha. Rồi mọi người có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp với mình. Bây giờ thì xin chào tất cả mọi người.